Anh mới trả lời Thomas à? Mày không? Con đấy, con anh biết mùi con này. Nhưng em cũng có video review. Nút gỗ hay nhỉ? Chúng ta cùng nhau đến với một câu hỏi nữa. Câu hỏi này khá là hay của bạn Trần Lương. Bạn ấy cũng đã inbox cho mình một hai lần gì đó và cũng hỏi. Chỗ trên này bạn hỏi là: mùa hè ở Hà Nội sắp tới em đang có 3 chai và đang phân vân, đó là Nautica Violet và Supermassy Silver và Aqua di Gio Profumo. Mong được anh giải đáp về giá, độ lưu hương, về độ phù hợp với cái nóng 40 độ Hà Nội. Và cảm ơn các anh, chúc hai anh sức khỏe. Thì ở đây câu này chắc là để, okay, để thầy sáng, để vị thầy sáng của câu Nautica Violet quá đạo luôn. Cái câu này anh thích. Đây anh sáng còn mang hẳn Nautica Violet đến đây để đầy lên đây cho các bạn biết là câu hỏi này thì anh phải gạt kia sang bên, anh sẽ trả lời câu hỏi này. Để mà dùng trong cái mùa hè 40 độ Việt Nam ấy, thì anh nhớ là trong những cái video của anh ấy, thì anh vẫn thường nói là Nautica Voyage nó luôn là king của mùa hè. Bởi vì chai này nó có một cái đặc điểm là càng nóng thì chúng ta xịt cái độ thơm mùi của nó càng hay. Còn nếu mà mát mát rồi thì lại là không có một cái gì ấn tượng cả. Cho nên nếu như mà em có ý định sử dụng trong mùa hè ở Hà Nội thì anh nghĩ là Nautica Voyage là cái sự lựa chọn hàng đầu. Bên cạnh đó thì chai Afnan nó cũng rất là ok. Thế nhưng mà có một cái anh chỉ lưu ý là em nên chú ý cái liều lượng xịt, bởi vì bản chất chai nước hoa này mùi nó hơi nồng. Bình thường khi mà xịt chúng ta cảm giác nó hơi nồng. Thì nếu mà trong 40 độ thì em cũng nên lưu ý cái số lần xịt của em. Đừng để làm sao mà người ta bác gạch người ta đánh thì cũng rất là đáng tiếc. Còn một chai còn lại thì Gió Đen thì anh không nghĩ rằng chai nước hoa này nó, mặc dù nó là chai của mùa hè nhưng anh không nghĩ rằng nó phù hợp với cái điều kiện thời tiết ở Việt Nam. Cho nên là anh không nghĩ rằng là chai này là một sự lựa chọn tốt nhất. Chai này được Thánh Jeremy. Nhưng mà thời tiết anh thấy là khác. Mùa hè mình nó khác với ở châu Âu, cho nên là ví dụ có rất là nhiều chai mùa hè ở châu Âu thế nhưng không thể sử dụng được ở Việt Nam mình. Đúng rồi. Và cái quan trọng ấy, nếu mà cả đấy là về mùi hương nhá, độ lưu hương nhá, thứ độ lưu hương thì chúng ta chắc là em này đầu tiên, xong rồi chắc là hai em này xem nhá, con này nhỉnh hơn một chút. Nhỉnh hơn. Còn nếu mà về giá thì em này vô địch. Em này vô địch rồi. Em này là vô địch. Còn em này là đắt nhất. Em này là đắt nhất. Đấy, nên là về cả mùi hương và về giá thì Nautica của Ánh Sáng là vô địch rồi. Đấy, nên là nếu mà bạn đang lăn tăn thì mình nghĩ rằng là đây là một cái gọi là món hời tầm giá luôn. Nhưng có thể sử dụng trong mùa hè, các bạn có thể xịt thoải mái luôn. Và hết lại một mùa hè tán hết một chai được, không làm sao cả. Không nó không phải lăn tăn. Chắc bằng tiền ăn sáng một hai tuần đấy mà có gì đâu. Đây, có câu hỏi này khá là hay. Câu hỏi nó là câu này ok, cá nhân của bạn Nguyễn Hoàng Tuấn Anh hay là anh Tuấn gì đấy. Bạn hỏi là hai bạn so sánh 5 chai nước hoa yêu thích nhất của mình vào mùa hè. Ở bên 5 chai thì thôi anh em mình kể. Anh em mình kể. Kể 5 chai mà anh em mình yêu thích. Còn nếu mà so sánh thì nó so sánh khó lắm, nó dài lắm. Nó khó. Thế bây giờ rồi anh khách mời. Em đi trước đi, câu vừa rồi anh vừa trả lời rồi. À thế. Thế mà mùa hè của mình thì thứ nhất là đây. Cũng là một chai rất là rẻ, tầm giá. Đúng không? Cái thứ hai đó là một chai mà mình rất là thích mà mình cũng đã review nhưng mình không để đây, đó là Rosa Elysium phiên bản perfume. Nhưng mà bản đấy thì chắc là em để xài vào những ngày hè nhưng mà mát mẻ mà đi cần sự sang trọng thôi. Chai thứ ba thì là Quid Enter, toàn chai đắt tiền. À em biết là anh phải xài chai này rồi. Đấy, ba chai rồi. Thủ trước và một chai nữa mà mình cũng đang xài những thời gian gần đây. Anh biết còn cơ lặng nào? Còn cái này anh chưa được gửi. Đây là một con khắc lăng phiên bản Order Perfume. Thế mà con này Bạc Hà và Tiêu mình rất là thích. Hôm nào mình sẽ làm review riêng mà tí sẽ anh thử anh. Và con cuối cùng đó là Lilabo Bergamot 22, một con em rất là thích. Con đấy mùi ngon. Ngon, không độ bám hơi kém, hơi tốn tiền. Lilabo này nói chung có mấy mùi K13 anh nghĩ là cũng để lại nhiều thị phi này, cái đấy bám mùi. Sao đồ ba được khỏi bà. Con đấy cũng bám mùi kém. Đấy, đấy là 5 mùi hương của mình nhá. Mình sẽ list theo cái số ở đây. Tí nữa okay. Mình sẽ để ở đây cho các bạn. Đúng nhìn rồi. 5 mùi hương đấy. Còn bây giờ đến 5 mùi của Ánh Sáng. 5 mùi mà anh em mình thích chung cái gì không?
Có chứ, chắc chắn là sẽ có chung. À, năm mùi mà anh thích sử dụng trong mùa hè đầu tiên chắc chắn rồi sẽ vẫn là Nautica Voyage. Và chai thứ hai đó là Acqua di Gio. Anh thì biết là chai này cái hiệu năng mùi nó khá là kém, thế nhưng mà thực sự khi mà xịt, nhất là trong văn phòng ấy, mọi người sẽ hiểu là tại sao chai nước hoa này là vẫn được nhiều người chuộng, bởi vì nó rất là dễ chịu. Em cũng thích chai này. Đúng, thật mà. Nếu mà để 10 là chắc chắn là có nó. Chai này nếu mà để ví dụ mà chúng ta đi ra ngoài nhiều ấy, cái môi trường làm việc mà chúng ta phải đi lại nhiều thì xịt thì nó không hợp. Thế nhưng mà nếu mà trong văn phòng chỉ ngồi văn phòng rất là ok luôn. Chai thứ ba anh thích nữa đó tiền qua đây đó là chai Pradalo. Đấy. Đây là một con best cho office, rất là lịch sự. Anh tiếc là chưa được lên làm sếp cho nên là xịt chai nước hoa này nó chưa phát huy được hết cái hay của cái mùi. Đấy, anh nhân viên quen mà mới làm quản lý lương 100 triệu mà. Còn chai thứ tư. Chai thứ tư thì Versace Boho. À. Mặc dù đây là một chai có thể gọi là mùi hương quốc dân. Hơi bị đụng hàng nhiều, thế nhưng mà anh thì anh chỉ làm sao cố gắng là để cho mọi người thấy yêu thấy quý là cũng là ok rồi đó. Mình có tuổi, đúng không? Mình có tuổi. Vậy bạn trai rẻ vợ không cho tiền. Đúng. Bạn trai thứ năm thì đấy là một sản phẩm, cũng là một sản phẩm của nhà Cốc Lăng, nhưng mà đấy là line Allegoria. Đấy là một cái line citrus rất là hay của nhà Cốc Lăng rồi. Mấy cái chai mandarin đấy. Em có review một chai trong nhà đấy. Anh nhớ là em có. Cái nó hình có lăng. Đúng. Rất là đẹp. Có mùi cam. Mình sẽ để link cái hình ở dưới nhá. Đó. Để cho các bạn dễ hình dung. Thì đấy là năm chai mà anh rất là thích đó. Sử dụng trong mùa hè. Nên là đó. Kiểu không nhất thiết là phải đắt, phải gì cả. Quan đúng trọng rồi. Là mình thích thôi. Thì anh em mình đã đụng nhau con này. Con đúng. Này đúng thật là kiểu xài mùa hè không biết xài gì cứ mang ra vào phim. Cứ mang ra. Đó. Có một câu hỏi vui đó của bạn Vũ Quốc Anh. Bạn hỏi rằng là lần dùng nước hoa nào, dịp gì mà nó khiến hai bạn nhận nhiều lời chê nhất? Anh chưa? Anh chưa. Có một lần nói chung là nó giống như kiểu là không hiểu là ma du quỷ hờn thế nào mà lại đã hôm đấy là anh đi xe khách và anh không biết là thế nào mà trước khi lên xe khoảng 30 phút thì anh lại lôi chai Polo Double Black anh xịt. Và giờ đấy là đang là mùa hè nữa, cũng không phải là hè nóng nhưng mà cũng là bắt đầu chuẩn bị vào hè thì nó cũng nóng rồi. Thì không hiểu thế nào mà hôm đấy anh về anh lại ngứa tay anh lôi chai Polo Double Black ra anh xịt đâu khoảng 3-4 xoạt. Và sau đó nửa tiếng nữa anh, sau đó là anh lên xe. Thì lên một cái là ngay lập tức có một cái bạn nữ sinh viên, bạn ngồi cạnh là bạn kêu rời cái đất từ cái lúc bắt đầu lên xe cho đến gần về xuống bến, mà đến mức mà về sau là anh xe dừng ở giữa đường mà anh phải xuống anh và anh phải rửa hết những cái chỗ xịt. Anh xịt đâu tầm 4 xót. Ui trời ơi. Mà vấn đề là cái mùi đấy nó cũng hơi nồng. Bước lên xe rồi bắt đầu thôi rồi kêu như là mẹ vắng nhà. Đấy, đấy là lựa chọn mùi hương xịt đúng cho nên là rất là quan trọng. Đấy là một cái kinh nghiệm phải gọi là nhớ đời. Em thì bị quả cái này, cái là cái mùi em rất là thích. Em có một cái video quay bạn khách mời là bạn nữ ấy, bạn Julin đi date ấy. À rồi ok. Có cái chai nhớ, của nhà Mugler ấy rồi. Chai Pumoy. Ui trời ơi. Em thề luôn, em rất là kiểu em xịt xong rất là mong chờ bạn ấy để bạn ấy có kiểu khen. Thế xong rồi ai ngờ bạn ấy kiểu mùi rẻ tiền. Xong mùi kinh thế. Tại sao bạn có thể cho mùi này vào đấy? À, lúc đấy đấy là cái hậu trường đơ, đơ luôn nha. Đơ luôn kiểu. Đấy là kiểu thực ra là mỗi một chị em có một cái gu mùi. Thì em không may là em mang đúng cái chai mà không phải là gu của bạn ấy cho nên thôi. Mà bốn chai kia là bốn chai quốc dân nhá. Mỗi chai đấy là chai kiểu một mình một con đường để em đi thử thôi, nhưng mà cùng nó kiểu bạn ấy bảo là chai vừa chai trông nhìn rẻ tiền. Thiết kế không có gì là đẹp cả. Thế xong rồi mùi thì như mấy ông già, như mấy mùi trong siêu thị. Thế em có, thế xong em có nói lại được gì không? Ờ, em im với các bạn khách mời mà. Thôi, đấy. Okay. Như kiểu ông anh nói gì thôi em trật tự em không biết nói gì, ngoài anh là khách mời mà. Thôi đấy là kỷ niệm, và sau cái kinh nghiệm. Thôi đấy là kỷ niệm. À đây, chúng ta quay trở lại một cái câu hỏi về một chai nước hoa rất đỉnh đám. Và mua nước hoa nào được thánh Jeremy suốt ngày.
gọi là cứ một tuần chắc là cũng phải có một video về em đó. Đúng rồi. Đó là Quit and Dust. Và bạn TH bạn hỏi là chai này bây giờ có đáng tiền mua vào thời điểm này không? Và mình thấy mỗi người bảo một bệ bây giờ mới mùi không ngon và cũng bán quả kém hơn. Thì anh có ý kiến như nào về cái chai nước hoa này? Câu hỏi này anh nghĩ là Kiên thì đã có một thời gian sử dụng Creed rồi đúng không? Thì anh nghĩ là em em muốn nghe cái ý kiến của anh, còn tí nữa em sẽ nói về cái chai này, tại vì em có một thời gian chơi rất là nhiều. Ok, thế thì anh trả lời trước câu hỏi này nhé. Thật ra thì cá nhân anh ấy thì anh cho rằng Creed, Aventus hay bất kỳ một chai nước hoa nào khác có đáng tiền mà có đáng tiền này, có nên mua vào thời điểm này hay không, cái đấy thì nó rất là khó. Vì có người thích thì cũng sẽ có người không thích ở bất kỳ một chai nước hoa nào, chứ không riêng gì Creed Aventus. Bởi vì anh đã từng gặp một bạn, bạn ấy biết là cái hiệu năng mùi của nó kém, thế nhưng bạn vẫn rất là thích, bởi vì đối với bạn ấy thì Creed mùi nó rất là sang. Cho nên để mà trả lời cái câu hỏi là Creed có đáng mua hay không, thì anh nghĩ là em có thể là đi thẩm mùi đó, em có thể là thẩm những cái bản batch hiện tại của Creed mà em trực tiếp em thẩm, nếu em thấy nó là ok thì nó là ok, chứ không nên phụ thuộc ở ví dụ như là những lời nhận xét của anh A, anh B, anh C, anh D, thì cái đấy thì nó càng làm em rối lên thôi. Còn thì cái quan trọng nhất là em nên đi trực tiếp em thẩm, và nếu em cảm thấy thích thì bỏ qua cái vấn đề hiệu năng của mùi, vì chúng ta có thể cho vào một lọ chiết nhỏ em có thể xịt dặm hàng ngày đó. Còn nếu như mà em thấy nó sang thì là nó sang thế thôi, chứ không nên quan lăn tăn là thời điểm này, thời điểm nọ, cái đấy thì nó rất là khó để trả lời. Đó, đấy là cái ý kiến của anh. Đấy là cái ý kiến của anh Sáng. Còn cái ý kiến của mình, mình là một thằng trước khi mình làm YouTube ấy, mình đã sở hữu những cái phiên bản gọi là bản 13, cơ số mấy nghìn đô ấy. Không bao giờ cho anh em gửi. Không, em có mang đi off mà. Đấy, nên là thực ra với mình ấy, các bạn có thể tất cả những cái chai nước hoa khác thì các bạn có thể xem review, xem những cái video để có nhiều góc nhìn hơn. Đúng rồi. Mà chai này thì tốt nhất là không nên xem. Thích là mua thôi. Đúng rồi. Còn nếu mà các bạn đã quan tâm đến những cái kiểu bad code này ấy, thì ở trên thế giới nó có hẳn một cái trang mấy nghìn trang mấy để nghìn thảo luận là mấy nghìn cái page để thảo luận về từ những năm 2010 nó ra mắt cho đến tận bây giờ, người ta vẫn ngày ngày người ta thảo luận về những cái phiên bản ra mắt. À, nếu như bạn là một người gọi là thích cái mùi hương rồi và bạn thích, gọi là đấy như anh Sáng thích bạn là nhích, đúng không? Thích là nhích thôi, và quan trọng là mình cứ mua chiết, mình cứ mang mua cái lọ chiết là mình mang theo thôi. Đúng rồi. Còn nếu mà bạn là kiểu sưu tầm những thứ thì mình nghĩ là chắc là phải nhiều tiền lắm đấy thì mình chơi được kiểu này, còn ngày xưa mình cũng đu được kiểu này mà không ăn thua. Thế là mình nghĩ là riêng Creed Mentor thì đừng quan tâm đến cái vấn đề bad code làm gì cả, mình nói cũng chỉ để câu view cho vui thôi. Còn thực chất thì mình nghĩ là đây là một cái mùi hương mà gọi là được thích là nhích thôi. Đúng rồi. Và vừa rồi đó là những cái câu hỏi mà các bạn theo dõi kênh của mình có gửi tới cho mình và anh Sáng. Không biết là các bạn có những cái câu hỏi nào khác, hay là các bạn có những cái bình luận, những cái ý kiến nào, thì các bạn cứ bình luận ở bên dưới để cho mình và anh Sáng và mọi người khác cùng biết. Và biết đâu lại có số đặc biệt, mình lại có khách mời lại là anh Sáng tiếp, hoặc là có thể là một hai người nữa luôn, ngồi kiểu ba bốn anh em ngồi chuyện trò cho nó vui. Hôm tới thì ngồi quanh cả cái bàn luôn. Ngồi quanh cái bàn này không biết đặt máy kiểu gì cho hợp lý, sao phải đặt mấy góc liền. À, mọi người nếu thấy video này hay, bổ ích thì đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của mình và kênh YouTube Nước Hoa Bình Luận của anh Sáng nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các anh em.